Alo. Xin chào, xin chào các cô chú, các anh chị, các bạn và các em. Ngày hôm nay ở bên mình trời nóng 80 độ. Mình và gia đình chuẩn bị sắp sửa đi biển, cho nên là ngày hôm nay đi shopping để lựa những bộ đồ bikini một mảnh hoặc là hai mảnh. Mỗi một năm mình tặng cho bản thân mình 30 bộ đồ bikini. Năm vừa rồi cũng có 30 bộ rồi, nhưng mà vì Covid không có đi đâu được cuối mùa đi được một vài lần mặc được một vài bộ nhưng thôi đó đã là đồ của năm đó cho nên năm nay bắt đầu rồi thoải mái đi nè cho nên là bây giờ sẽ đi đi vào trong mo đi vào cái tiệm mà chuyên môn bán về đồ bikini thôi đi vô tới đó mà nói thật với các bạn như các bạn mê hồn trận luôn đó cái đó là điều nói thật trời ơi các giai nhân dập nhiều ở đó vào cái mùa này thật sự là mê 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 lắm các bạn mình vào đó nếu người ta cho quay video thì mình sẽ quay còn nếu không cho thì mình sẽ không quay mua được rồi về khoe với các bạn trong video này mình sẽ tặng cho ba bạn một bạn là xanh đẻ rồi tướng bị mập rồi bụng bự ngực sệ mập không còn đẹp nữa thiếu tự tin để mặc những cái bộ đồ đi ra biển thì chính video này mình sẽ tặng cho bạn nhưng tất cả đều là một cái duyên các bạn cứ vào xem video và ghi là bình luận cho mình biết bạn như thế nào còn nếu tốt hơn nữa bạn hãy chụp một tấm hình của bạn và gửi cho mình để mình xem coi bạn như thế nào và mình sẽ bốc thăm và sẽ tặng cho một bạn để chi để bạn sẽ mặc được cái bộ đồ đó hãy tự tin lên phụ nữ là luôn luôn phải tự tin nha các bạn dù bạn tròn bạn ốm bạn lép bạn to đều phải tự tin với những cái gì mà chúng ta cảm thấy rằng đó là một điều đúng không sợ bất kỳ cái gì nha các bạn cố lên cố lên mình luôn ủng hộ các bạn ok còn những ai ngực lép cũng vào xem video này và cho mình biết là bạn ngực lép hay là bạn ngực bự giống như mình để mình lựa những bộ đồ cho các bạn đẹp như ý ok để đi ra biển vào cái mùa hè này mình đi các bạn cũng phải đi và vào facebook gửi cái hình của các bạn qua cho mình không cần các bạn gửi cái mặt các bạn đâu gửi từ từ cái cổ xuống cho mình cũng được để mình biết các bạn như thế nào và mình sẽ mua tặng cho các bạn ba bạn bự ngực lép và ngực bự giống ba bạn sẽ được những cái bộ đồ bikini của mùa hè tuyệt vời tuyệt đẹp mình và các bạn cùng nhau đi biển mình đi ở mỹ các bạn đi ở việt nam nhưng nhớ bạn nào mà được món quà đó của mình khi đi biển phải chụp hình để gửi tặng cho mình để mình xem coi bạn mặc bộ đồ đó có đẹp hay không để anh chi để mình biết được rằng là ồ oh, cái gu thẩm mỹ của mình cũng không đến nổi tệ ok hãy vào video này bình luận cho mình bạn nào thích bạn nào muốn nhiều bạn quá thì sẽ bóc thăm tất cả là một cái duyên ok bây giờ chúng ta đi nào bye bye